bật vào đây thoải mái đây là một phòng ngủ nhá. Bởi vì làm văn phòng với làm kho. Hai ngủ yên tâm hai ngủ 70 cơ mà. Hai ngủ hai vệ sinh. Đúng không? Thế là tìm được cầu giấy mà kiếm tòa nhà hai ngủ hai vệ sinh. Bình thường như các bạn Nam Trung Yên ấy, toàn một ngủ một đứa à, hai ngủ một vệ sinh. Đây là phòng phòng này phòng master đây nhá. Vì đang làm văn phòng. Nên nhìn nó không như là nhà ở, nếu mà nhà ở thì nhìn kê bàn ghế đó, thì nó khác, đây là văn phòng thì nhìn nó cũng khác hơn một tí. Đây, nhà vệ sinh một đây nhá, phòng master mà. Chắc đang để đồ nghiệp phòng ở nhà này. Đây. Đây. Được chưa? Thế là tòa nhà này đưa vào đi vào sử dụng là năm bao nhiêu anh nhỉ? 2016 rồi và 2 à đâu đúng 2016 bắt đầu về sử dụng nhiều. 2015 bắt đầu vào tòa nhà. 2016 bắt đầu đi vào sử dụng. Hầu như là như thế. Có khi có căn ở đây có khi còn chưa về nhận nhà. Em nói nhỏ cái này thì nhá. Đó, đây là vệ sinh thứ hai. Đủ chưa? Đủ hai vệ sinh chưa? Cái này sao lại treo lên trên thế nhỉ? Bình nóng lạnh. Bình nóng lạnh như nhà em đấy. Nhà nào cũng chắc trên đây, chung cư mới, chung cư cũ. Đấy. Chứ không phải là bây giờ không ai treo ở ngoài tường mà cái này lộ ra kỹ thuật nó xấu được không? Bây giờ bất kỳ chung cư nào người ta cho lên trên à, để giấu đi cho đẹp. Và ví dụ như cái này dần dần lại làm lại cái mặt. Cái này che đi nó kín nó đẹp luôn. Đây là về cái kỹ thuật nhìn cho nó đẹp. Còn không? Bây giờ mình em muốn thương lượng thêm về giá thì là... Đấy tí mình cho bạn nói chuyện với chủ nhà luôn. Cứ xem qua nhà đi, xem thoải mái đi đã. Vương vắn luôn.